Một học trò của tôi đã tăng gấp đôi lượng follow trên TikTok trong một tuần như thế nào? Sau khi vào trong lớp học một tuần ấy, thì điều mà họ làm đơn giản duy nhất đó chính là sự đều đặn, bền bỉ hàng ngày. Và bởi vì áp lực của cái khóa học cho nên là mỗi ngày thì bạn ấy đều phải đăng một video clip. Có thể là chưa sẵn sàng, có thể video clip đấy lúc đầu bạn sợ vì còn nghĩ còn đang xấu, còn chưa đủ tốt nên là bình thường thì bạn sẽ không up. Nhưng bởi vì áp lực phải nộp bài trong lớp học cho nên là bạn ấy buộc là phải nộp bài hàng ngày. Và chính điều đấy, chính cái sự đều đặn bền bỉ dần dần đấy đã khiến cho kênh của bạn ấy lên rất là mạnh mẽ. Và đây là một cái điều bí mật ở trong kinh doanh hay là trong phát triển bản thân. Đó là chúng ta khi mà bắt đầu một điều gì đấy thì chúng ta phải kết thúc nó. Và để chúng ta kết thúc nó, chúng ta phải bền bỉ. Nhiều khi mà mới bắt đầu thì mình không biết được là tương lai, không biết được sự phát triển của nó như thế nào đấy. Và khi mà một thời gian mà mình cứ làm mãi mà mình chưa nhìn thấy kết quả thì thường là mình sẽ nản chí và mình sẽ bỏ cuộc đấy. Có một cái hình mà tôi rất là nhớ, một cái anh mà đào kim cương đấy, thì anh ấy đào rất là sâu rồi nhưng mà anh ấy bỏ cuộc. Thì một cái đèn chiếu X-ray ở dưới đường hầm đấy thì mới nhìn thấy là chỉ cần thêm một nhát nhẹ nữa là anh đã chạm được vào một viên kim cương to tướng. Nhưng mà anh đã ngừng, đã bỏ cuộc ở đấy. Đấy thì ngày hôm nay vì bạn đang xem clip ở trên YouTube của tôi nên lời khuyên của tôi dành cho bạn đó là một khi mà mình đã bắt đầu cái gì đấy thì hãy kết thúc nó. Và khi bắt đầu cái gì đấy rồi mà lại muốn bỏ cuộc thì hãy nhớ lại lý do vì sao mà mình đã bắt đầu. Và điều này sẽ giúp cho bạn luôn luôn tập trung, luôn luôn hướng mục tiêu, luôn luôn trọng tâm. Đấy, và hôm nay thì tôi cũng muốn chiếu cho bạn một đoạn video clip về truyền động lực, thì bạn hãy xem nhé. Mà bạn nên tìm hiểu này thì mang tên là luật hấp dẫn. Là khi mà mình muốn một điều gì đấy thì mình hãy tập trung vào và hướng tâm trí của mình vào việc đạt cái điều đó. Ví dụ như các bạn thì nhìn thấy cái bảng đằng sau lưng tôi ấy, của đội nhóm, là chúng tôi dán lên những cái hình mà những nơi mà chúng tôi muốn đưa đội nhóm chúng tôi tới. Đấy, thì khi mà mình càng dán lên như thế, mình càng nhìn vào có sự tập trung thì mình sẽ càng dễ dàng có khả năng đạt được nó. Và tôi chúc những người đang xem video này sẽ có một ngày tràn đầy sự lạc quan, tràn đầy năng lượng và luôn hướng tới mục tiêu lớn mà bạn đang muốn đạt được. Và hẹn gặp lại bạn trong các clip sau. Hãy bình luận ở bên dưới là luật hấp dẫn. Hãy bình luận bên dưới. Đừng quên đăng ký vào kênh YouTube của Mai Tình Yêu Chiến Lược Tâm Lý. Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai. Bye bye.